Thưa quý vị, hiện nay tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa mở đường bay vận chuyển khách quốc tế do chưa có hành khách đăng ký bay ra nước ngoài. Trước đây khi chưa ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, bình quân mỗi tháng tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón khoảng trên 15.000 khách từ các chuyến bay quốc tế gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên, sau một năm ảnh hưởng dịch bệnh, các chuyến bay quốc tế bị tạm ngưng. Hiện nay, tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chỉ vận chuyển khách nội địa, chủ yếu trên các tuyến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận đến Hà Nội, Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Nẵng, với số lượng khoảng 150 khách một chuyến bay. Bình quân mỗi ngày tại cảng có từ 10 đến 12 chuyến bay.